đi khám phá chợ đêm Phú Quốc. Ngay từ hai bên chợ đã có rất là nhiều quầy bán thức ăn, đã có nhiều món đồ nướng nè. Hello, xin chào. Một ly 20 ngàn hả chị? Anh ăn được. Đây, đây, bốn người mà làm hai cốc. Có 20 nghìn một cốc, thưởng thức đi. Đấy, 20 nghìn một cốc. Wow, cá bự quá. Đây, có. Đây là một quán ăn hải sản ngay giữa chợ đêm. Các loại hải sản được bảo quản rất là tươi và còn tươi sống luôn. Đây là một quầy kem cuộn Thái Lan, rất là đông khách. Mua cho con đi được không? Với mít nha mẹ. Ok. Nhưng mà giờ đâu cũng không? Bữa em ô mai 40. Kem gì đây ạ? À? Kem sầu riêng ạ. Kem sầu riêng ạ. Kem ăn. Chọn đi canh lên để uống một đà. Viên quất, chỉ là 3 ly 100 ngàn chị. Kem được làm theo cách rất là đặc biệt. Đây là kem gì vậy anh? Kem Việt Quốc hả anh? Bao nhiêu tiền một phần? 30. Kem cuộn. Ở đây là bán kem với lại các loại trái cây tươi sống luôn. Trong đó có sầu riêng nữa nè. Kem sầu riêng ba. Sầu riêng thơm lắm. Sầu riêng này sẽ được làm kem luôn. Đây nghe sốt luôn hả? Nghe là nghe sốt luôn phải không?
bị sốt, phát sốt với lại món kem này. Bao nhiêu? 30 hả? 30. Đây là hạt cacao nè. Cacao 129.000 một bịch. Đây là món gì vậy bạn? Dạ, kẹo chỉ Phú Quốc ạ. À. Kẹo chỉ hả? Dạ. Cho mình dỡ lên cho mình coi với. Dạ. Nha, hấp dẫn quá. Món này anh ăn lạnh phải không? Dạ có, mình ăn bình thường kìa. Trong đó là có đường hen. Có dừa. Có dừa nạo. Đậu phộng. Dừa sữa đậu phộng. Bảo Hồng Quốc, rượu xiên, hồng tiêu, nấm trà. Thì ăn, Trung Quốc lại có nhiều món đặc sản của người khác là món châu. Đây là đậu phộng phô mai, là giống như là đặc sản ở đây hả em? Chu chu, thương hiệu là chu chu. Đậu phộng có hương vị phô mai, rong biển và sầu riêng được bán rất nhiều ở chợ đêm Phú Quốc nha. Đây là me ngào, đường thốt nốt, bánh thốt nốt. Đây là bánh thốt nốt. Bánh thốt nốt đi chị. Bánh thốt nốt. Có hai loại bánh. Nốt nè. Bánh thường và bánh có dừa nữa. Cho chị ăn. Đó, bỏ hộp sách về. À, thơm nức mũi luôn ha. Dạ. Hả? Dạ. Bao nhiêu một ly vậy em? 20.000 chị. Cho chị một ly đi. Khỏi nắp nha, khỏi nắp nha. Đưa chị luôn. Bánh luôn đi chị. Còn đẻ lắm không chị? Không, không. Rồi, chị gửi tiền. 20.000 một ly nước thốt nốt. Dạ, cảm ơn. Đây, là như thế này. Mắc, làm cho 5.000. Có 5.000 thôi hả? Đang phải thay với nó luôn, khỏi bán luôn. Không, chỗ kia cũng 20. Không có. Em 5 mới ngàn. Hỏi. Hụt không, không có nước.
sống, nằm ở ngay bên trong giữa chợ, chợ đêm Phú Quốc. Đây. Ở trong chợ đêm Phú Quốc có một cái đặc điểm rất là khác so với những khu chợ khác, đó là có những quầy hải sản tươi sống cho khách chọn lựa và chế biến ăn tại chỗ luôn. Có tôm hùm nè, rồi cá vú, các loại cá đặc sản, có con nhum nữa. Những cái con gì đây rất là lạ, mình không biết. Ở quán Phú Quốc ơi thì lại có rất là nhiều tôm, tôm hùm to nè.